Tập 17. Túi gấm mở mu hay. Mộng Lan, muội nếm thử cái này đi, đảm bảo muội sẽ thích nó đó. Ta cứ thắc mắc song chủ dân lại chọn đặt chơi đoán ở gián thứ hai. Quá ra là đã sớm thiết kế ra một thế cờ không thể phá giải rồi. Đúng vậy, lần này Dân Huynh cũng đang đi trên lưỡi đao sắt, thực sự không biết phải làm thế nào. Huynh ấy biết rõ trong Liên Thăng Phường có tay mắt của Đường Tiếu, cho dù là dùng đồ của chúng ta thì cũng khó đảm bảo không có sai sót gì. Người mới đến đều do ta tuyển vào. Muội yên tâm, trong lòng Dân Huynh rõ như ban ngày, sẽ không trách muội đâu. Ông chủ Thiên Hồ, hôm nay cô cũng vất vả rồi, thế nhưng ba ngày tiếp theo vẫn không thể buông lỏng được. Lần này lại so sánh doanh thu kinh doanh, về tính mạng và tài sản của Dân Huynh đều nằm hết trong tay hai người rồi. Thiên Hồ hiểu, người cũng vất vả mệt mỏi suốt một ngày rồi, ta về trước đây. Nghỉ ngơi sớm đi. Thiên Hồ, tối nay muội ngủ ở chỗ ta đi. Tỷ muội ta cũng lâu rồi không tâm sự với nhau. Tỷ tỷ, hôm nay ta cũng thấy rất mệt, muốn được nghỉ ngơi sớm một chút. Liên Thăng Phường. Cái thằng chủ nhân kia của ngươi đúng là có bản lĩnh thật. Vốn là hôm nay ta định sẽ một phát ăn ngay, nhưng hắn ta dùng cách gì mà vẫn thắng được lại một gián nhỉ? Đối với Dân Tường mà ngươi vẫn rút lui an toàn được, thì coi như đồ chó má nhà ngươi cũng may mắn lắm đó. Nói thêm vài câu cho đã cái mồm đi. Mấy hôm nữa cho đến khi hắn đến phủ ta làm nô bộc, thì ta sẽ để hắn tận mắt chứng kiến xem ngươi có bao nhiêu cách chết. Mà cái con bé Thư Ái Nam kia lại càng ngày càng ác liệt hơn rồi. Xông vào cấm địa của ta, giết nô bộc của ta. Ta có hứng với cô ta thật rồi đấy. Súc sinh, ngươi nên suy nghĩ xem làm sao để cầu xin Dân Tương cho ngươi được chết tử tế đi. Thiên Hồ, tới rồi à? Chủ nhân, nào nào nào, ngồi đi ngồi đi. Nói đi, hôm nay có chuyện gì vậy? Thưa chủ nhân, Thiên Hồ đã điều tra rõ ràng rồi. Thiên Hồ, cô trở thành người của hắn từ khi nào vậy? Sao hỏi nhiều thế nhỉ? Giờ không còn người ngoài nữa rồi, nói đi. Đúng là tỷ tỷ đã làm theo lời của chủ nhân, thay dụng cụ khác rồi. Thế nhưng Tương công tử vẫn đoán ra được, nên mới đề nghị chơi trò đoán.
chơi trò đoán cũng là vì muốn đề phòng chủ nhân giở trò. Đoán trước được thì cũng hợp tình hợp lý, nhưng chơi trò đoán đó thì gian lận kiểu gì được nhỉ? Là dụng sắt và bột 500. Thỏi mực đó là đồ đặc chế. Ở tầng kép có bột 500. Tôi công tử mở ra xem thì chủ nhân viết cái gì đều hiện ra rất rõ ràng. Cách này đúng là mới mẻ thật. Nhưng sao ta nhớ là nghiên mực giấy bút đó đều là do cô tự tay chuẩn bị mà nhỉ? Lại còn ghi rõ là đồ dùng hàng ngày của phòng thu chi nữa chứ. Mãi sau Thiên Hồ cũng mới biết được. Vì muốn đảm bảo không có bất kỳ sai sót gì, Từ công tử đã thay hết một loạt nghiên mực trong phường. Không chỉ có vậy, nếu chủ nhân sai người đi mua thì tất cả nghiên mực xung quanh đó cũng đều đã bị trộn dụng sắt rồi. Tất cả đều đã bị Tương công tử đổi rồi. Tên Tương công tử này đúng là lắm trò thật. Thiên Hồ, xin nghe chủ nhân dặn dò. Cô đó, sau khi quay về, nếu có bất kỳ biến động nhỏ nào thì cũng phải nhanh chóng báo cáo lại. Dân, thưa chủ nhân. Thiên Hồ, cho dù cô không có giao tình gì với Dân Tương, nhưng cô làm như vậy thì sao có thể đối mặt với Kha Mộng Lan? Người vẫn coi cô như tỷ muội chứ. Kha Mộng Lan à, vậy theo ngươi nghĩ, hiện giờ Kha Mộng Lan là người của ai nào? Không thể như vậy được. Nói cho ngươi nghe một bí mật nhé. Kha Mộng Lan đó mới thực sự là kẻ phản bội duy nhất trong nhóm các ngươi. Còn cô ta, Thiên Hồ ấy, là bị oan đấy. Cô ta trúng phải phệ tâm tán của ta, bị mê hoặc tâm trí rồi. Bây giờ nếu ta bảo cô ta đi chết thì cô ta cũng phải nghe theo. Đồ chó má, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến người chết không tử tế, lại còn dọa người cơ à. Thiên Hồ, hắn mắng ta, giả miệng hắn giúp ta. Thiên Hồ, chủ nhân, giả miệng hắn. Thiên Hồ, thích Kim đại ca. Thiên Hồ không thể làm hại Kim đại ca được. Ngươi thả cô ấy ra. Thuốc vẫn chưa hết tác dụng nha. Là tình cảm thật này. Loại tình cảm gì? Loại tình cảm gì mà còn mạnh hơn cả phệ tâm tán vậy? Chủ nhân sẽ luôn là chủ nhân của Thiên Hồ. Nhưng Thiên Hồ thích Kim đại ca. A Trung à, kiểu gì mình cũng thử chơi cả rồi, nhưng ngươi đã thấy cảnh giường chiếu trực tiếp bao giờ chưa? Đồ khốn kiếp, có bản lĩnh thì nhắm vào ta đây này. Ta muốn xem thử xem. Đường Tiếu, kẻ không sợ trời không sợ đất như Kim Bu Kim Mười Lượng. Đường Tiếu, Đường Tiếu, Đường Tiếu, Đường Tiếu, Đường Tiếu, Đường Tiếu, rốt cuộc hắn có sợ hay không? Dừng tay. Thiên Hồ, Thiên Hồ. Thiên Hồ. Thiên Hồ. Thiên Hồ. Đừng qua đây. Thiên Hồ. Thiên Hồ. Thiên Hồ thích Kim đại ca. Bảo Thiên Hồ làm gì Thiên Hồ cũng đồng ý. Thiên Hồ, cô vẫn còn nhớ ta thì chứng tỏ tâm trí cô vẫn còn đó. Mau tỉnh lại đi. Bảo Thiên Hồ làm gì Thiên Hồ cũng đồng ý.
Kim 10 lượng. Người có còn là đàn ông không hả? Đường Tiến, cái mạng chó này của ngươi nhất định phải là của ta. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Số 1, số 2, số 3. 3 ngày tiếp theo, mỗi ngày mở một túi gấm, rồi hành động theo kế hoạch đó. Này gọi là túi gấm trong tay, thiên hạ về tay. Được rồi, ta đi đây. Quỳnh muốn dùng kế dê sầu thoát xác hay gì? Điên Thăng Phường muốn thắng được doanh số của sòng bạc lâu đời của Đường gia thì đúng là khó hơn lên trời. Nhưng huynh cũng dừng ngay đó nha. Muội tin ta một chút đi được không? Muội mà nói thế nữa là ta thua thật đó. Tin ta? Được, ta tin huynh. Nhưng dựa vào cái này sao? À phải rồi, muội phải nhớ mở những túi gấm này ở trước mặt Tô Minh Ngọc và Kha Mộng Lan. Rõ ràng huynh biết là Kha Mộng Lan bị Đường Tiếu khống chế mà. Huynh muốn lợi dụng quấy thật à? Chuyện này chúng ta đã thương lượng rồi. Muội đừng hành động theo cảm tính nữa. Yên tâm, ta đã sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy cả rồi. Tin ta đi. Đúng rồi, muội phải dạy ta làm sao để nhảy từ đây xuống mà không bị thương đi. Tại sao không đi cửa chính? Nếu để người khác biết ta một mình rời khỏi Liên Thăng Phường thì phần thắng của ta sẽ giảm đi mất mấy phần. Ta phải đảm bảo không có sơ hở gì chứ. Hay là thế này, muội làm mẫu trước, sau đó ta học theo muội, không phải là được rồi sao? Ta làm được mà. Tin ta đi. Làm đi. Ta có nhìn thấy gì đâu. Cứ nhảy xuống là được. Lề mề gì không biết. Cùng lắm là dưỡng thương vài ngày thôi. Ta tin huynh mà. Muội đứng xa thế làm gì chứ? Muội phải đỡ ta tí chứ. Đừng có nằm mơ nữa. Ta nhảy đó nha. Người muội thấp bé thế này mà sức lực cũng khỏe quá nhỉ. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Cô nương, cô không sao chứ? Không sao là tốt rồi. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Được rồi, muội mau về đi. Ta đi đây. Quỳnh muốn tới quản hóa trang sao? Thông minh. Sao, muội có ý kiến gì sao? Kiểu gì mặt da cũng càm ràm gì đó cho xem. Đi là biết thôi. Đúng rồi, về phía Kim Quỳnh, ta đã cử anh Tử đi theo dõi rồi. Một khi thời cơ chín muồi,
thì sẽ ra lệnh cho họ ứng cứu. Sức mũi lớn ghê nha. Ở phía đường phủ, Kim Mười Lượng vẫn bị nhốt trong lao. Ngoài ra Kha Mộng Lan và Thiên Hồ cũng lần lượt ra vào đường phủ. Nhưng Kha Mộng Lan chỉ đi tới bên ngoài diện, còn Thiên Hồ thì đi thẳng vào phòng của Đường Tiến, dở lại khoảng nửa canh giờ, quay về tiếp tục theo dõi. Vâng. Hiện giờ Liên Thanh Phường còn có người nào cậu tin được không? Chuyện của Kha cô nương ta đã biết từ lâu rồi. Chỉ là chuyện của Thiên Hồ thì đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Và những người đang vận hành Liên Thăng Phường đều là người của Đường Tiếu cả. Cậu đánh liều với hắn một phen như vậy, nắm được mấy phần thắng? Cứ thắng mãi thì vui vẻ gì đâu. Nếu ta muốn thua thì sao? Xin rửa tay lắng nghe. Nếu biết đáp án lúc này thì còn gì thú vị nữa. Mạc gia ngài yên tâm đi, trận tranh đấu này ta đảm bảo quản hối trang của ngài sẽ kiếm được nhiều lợi nhất. Cậu chắc chắn hả? Thực ra sự phản bội của những người đó cũng không phải quan trọng lắm. Chắc chắn là cậu sẽ nhân cơ hội đó để thuận nước đẩy thuyền. Chỉ là nếu như những người trông có vẻ thân thiết đó lại xuất hiện vấn đề thì cậu khó mà có thể gương dở lại lành lắm. Cô nương đó trúng phải Túy Long Tán, nhưng lại nói mình có bí dược, có thể trì hoãn việc độc tính phát tác, nên mới có thể thoát khỏi địa lao của đường phủ. Vốn là cô ấy giỏi về dùng độc, nên sẽ thông thạo cách giải độc. Đó là kỳ độc của Lăng Uyên đấy. Ngay từ đầu ta và ngài đã nghi ngờ Đường Tiếu có cấu kết với Lăng Uyên, nên việc hắn biết dùng độc chữ Long cũng chẳng có gì là lạ. Cậu đừng có tránh nặng tìm nhẹ với ta. Cậu biết ta không nói về Đường Tiếu mà. Cậu nói thật cho ta biết. Lần đầu tiên ta dẫn cậu tới gặp môn chủ, hai chúng ta bị người khác theo đuôi. Khang Kiều giao đấu với người ta thì bị trúng độc chữ Long. Người đó có phải là cô ta không? Làm sao Mạc gia biết được người đó là thư cô nương chứ? Trực giác mà thôi. Không sai. Thân thế thư cô nương trớ trêu, du ngoạn khắp bốn bể, đúng là đã gặp phải không ít điều kỳ lạ. Ngay từ đầu khi gặp cô ấy ta đã biết cô ấy rất thạo vì đọc chữ Long. Ta cũng đã nhiều lần thử thăm dò cô ấy, nhưng không thấy cô ấy để lộ tí sơ hở nào. Dù Mạc gia không tin cô ấy thì cũng nên tin ta chứ. Ta chỉ nhắc nhở vài câu mà thôi. Nhìn cậu kìa, cần gì phải giải thích nhiều vậy? Nhưng lúc nãy khi ta hỏi cậu, nếu người thân cận nhất bên cạnh phản bội lại cậu, thì người đầu tiên cậu nghĩ tới cũng là cô ta, không phải sao? Lần trước ở Liên Thăng Phường, Mạc gia đã từng nói có một số việc không thể nói chi tiết được. Đó là chuyện gì? Từ giờ trở đi, cậu phải bẩm báo lại mọi hành động của dân tương cho ta biết. Chuyện ta muốn nói với cậu còn nhiều lắm. Hôm nay muộn rồi, buồn ngủ, đi ngủ thôi. Liên Thăng Phường. Dân tương đưa ta ba túi gấm, mỗi ngày mở một túi, theo đó mà hành động. Túi gấm. Dân huynh sao vậy? Tại sao không tự mình sắp xếp? Ta cũng không biết. Ngày nào huynh ấy cũng ở yên trong phòng, cũng không chịu gặp khách. Đồ ăn hàng ngày cũng là ta mang vào cho huynh ấy. Huynh cười cái gì? Ta cười vì chữ tình làm mờ mắt người ta. Thư cô nương của trước đây có khi nào bị người khác sai bảo vậy đâu? Huynh ấy quen ra vẻ thần bí vậy rồi, ta cũng không muốn hỏi nhiều. Nhưng cho dù là như vậy thì từ lúc quen dân huynh đến giờ, ta cũng chưa từng thấy huynh ấy thất bại. Ta thật sự khâm phục huynh ấy sát đất luôn. Thư cô nương cảm mến huynh ấy cũng là tự nhiên thôi. Gì mà cảm mến với không cảm mến chứ? Ta biết gần đây mọi người đều rất vất vả, nhưng Liên Thăng Phường khai trương ngày thứ hai, mọi người đều phải tập trung tinh thần lên. Trước mắt chuyện này là quan trọng nhất.
Quỳnh thế này đâu chỉ là bị chữ tình làm mờ mắt chứ. Như này gọi là bay mất 9 phần hồng phách thì có. Khoa trưởng quầy, tới đây thôi, giải tán. Vâng. Quà tặng khách quý, hoa hồng 1/10. Cái gì đây? Tô công tử. Quà tặng khách quý, hoa hồng 1/10. Tô công tử, sông bạc ở thành Nam Đô chúng ta hoa hồng cao lắm, cũng chỉ là 1% thôi. Liên thăng phường của các vị có thể trả hoa hồng 1/10 cơ à? Ta nghĩ các vị cũng đã nghe nói rồi. Liên thăng phường ta cùng sông bạc lâu năm của Đường gia đang đấu doanh thu kinh doanh, vậy nên để có thể thu hút khách hàng, bọn ta mới cố tình trả hoa hồng là 1/10. Nhưng chỉ trong 3 ngày thôi. Chỉ có 3 ngày thôi sao? Vậy chúng ta phải tranh thủ thôi. Thế còn ngần ngại gì nữa chứ? Đi nào, đi thôi. Đi, nhanh lên. Xem ta sát phạt khắp chốn đây. Có phải hắn đang làm nhục ta không vậy? Hoa hồng 1/10 mà hắn đã muốn thắng ta. Thế thì là hắn vẫn còn chiêu khác. Chưa biết chừng lại là Dương Đông kích Tây. Nói chung kệ sát cái tên Tương công tử đó nhảy nhót kiểu gì, ngươi về bảo mấy nhà cái bên mình cứ làm theo kế hoạch. Đã rõ. Mở luôn giờ nhé. Mở. Có tí thế mà đã ba dáng ngủ rồi. Không chơi nữa. Chỗ các ngươi giở trò là cái chắc. Khách quan nói thế sao được ạ? Nào chúng ta tiếp tục. Tiếp tục. Cứ mặc kệ hắn. Chúng ta tiếp tục. Mộng Lan, mới có nửa canh giờ mà đã có 7-8 vị khách rời đi rồi. Ta biết, nhưng ta thật sự cũng không còn cách nào cả. Ta thấy có vài nhà cái khả năng cao là do Đường Tiếu sắp đặt. Bọn chúng khiến quan khách thua liên tục, dùng cách này để đuổi khách đi. Mộng Lan, với kinh nghiệm của cô, không thể nào không nhìn ra được. Nhưng đúng là hiện giờ chúng ta đang thiếu người thật mà. Ta cũng không thể đổi người khác được. Thế nếu nâng hoa hồng lên nữa thì sao? Vậy thì chúng ta sẽ phải bồi thường tiền. Nhân tương đấu doanh thu với Đường Tiến, nên việc bị lỗ hay có lãi cũng không quan trọng bằng. Sao tự dưng cô lại lẩm cẩm quá vậy? Mau giúp ta nghĩ cách đi. Ta và Tô công tử đều không hiểu lắm về kinh doanh sòng bạc, hiện nay chỉ có thể dựa vào cô thôi. Ta thực sự lo là lần này Dân Tương đã khinh địch quá. Theo thông lệ của sòng bạc, nếu đánh ù thì coi như nhà cái thắng. Nếu mấy hôm nay đổi quy tắc, nếu ù thì khách thắng, thì so với việc có hoa hồng 1/10 sẽ hấp dẫn khách hơn nhiều. Ta biết là cô sẽ có cách mà. Nhưng cách này cũng không phải cách lâu dài. Nếu những nhà cái này vẫn còn trên bàn thì vẫn có thể động tay động chân. Chuyện này cứ giao cho ta. Cảm ơn cô, Mộng Lan. May mà còn có cô. Để xem ta xử lý bọn chúng thế nào nhé. Các vị, hôm nay chơi đã tay chưa? Nếu vẫn chưa đã thì chúng ta thay đổi quy tắc một chút. Trong 3 ngày này, dù các vị chơi trò nào, chỉ cần ù thì đều sẽ tính là nhà khách ăn hết. Hay, hay lắm. Lúc nãy có người nói nhà cái của Liên Thăng Phường giở trò gian lận, vậy ta muốn nhờ các vị giúp ta một việc.
Nếu ai phát hiện nhà cái nào tay chân không sạch sẽ thì hãy nói cho ta biết. Phát hiện một lần thưởng 10 lượng vàng. 10 lượng vàng, 10 lượng đó. Đã làm nhà cái thì phải đặt danh dự lên đầu. Nếu muốn phá hỏng quy tắc của Liên Thăng Phường ta thì phải qua thử chỗ ta trước. Khách quan, mời đi bên này. Ông chủ, người quay lại rồi. Lúc này đã là giờ giới nghiêm rồi, sao vẫn chưa đóng cửa? Ngài chưa biết à? Chúng ta đã được cho phép kinh doanh thâu đêm trong 3 ngày đó. Tốt vậy cơ à? Đi thôi. Buổi chiều tiền quản gia có tới đây, nói rằng tôi hội trưởng cho ông ta tới chứng phủ ti dàn xếp đúc lót, phá lệ cho phép Liên Thăng Phường kinh doanh thâu đêm 3 ngày. Tỷ tỷ nói để chuẩn bị một món quà lớn cho việc khai trương, nhưng không ngờ lại đặc biệt như vậy. Đúng là gãy đúng chỗ ngứa. Vậy ta thay mặt dân tương cảm ơn Tô gia. Chuyện của Dương huynh cũng là chuyện của ta mà. Chúng ta nói cảm ơn nghe xa lạ quá. Đúng rồi, đã điều tra được doanh thu hôm nay của sòng bạc Đường gia chưa? Tất nhiên. Gọi cả Mộng Lan vào nói chuyện đi. Cô ấy tính toán được rõ ràng. Tính đến hôm nay, doanh thu là 1.328 lượng 7 chỉ. Ít vậy sao? Nhiều vậy sao? Sông Bạc Đường gia hôm nay thu được bao nhiêu? Hơn 2.900 lượng. Họ làm thế nào mà nhiều vậy nhỉ? Trong tay Đường Tiếu có mười mấy sông bạc liền. Hơn nữa mỗi vị khách rời đi hôm nay đều được tặng thẻ đánh bạc. Quy định là chỉ được sử dụng ở sông bạc Đường gia. Như vậy việc kinh doanh ở sông bạc lâu năm tự khắc sẽ tấp nập lên. Nhưng cho dù là tặng thẻ đánh bạc, doanh thu thường ngày của sông bạc Đường gia cũng đã khoảng trên dưới 1.000 lượng rồi. Chúng ta kinh doanh thâu đêm cùng lắm cũng chỉ ngang bằng mà thôi. Còn cách nào khác không? Không nhất định cứ phải làm theo quy tắc của Đường Tiếu. Vậy cô nghĩ thế nào? Thống kê doanh số không phải chỉ là nhìn vào mấy trang sổ sách thôi à? Nhưng quan phủ có quy định rõ ràng với nghề sòng bạc, tất cả doanh thu đều phải ghi chép trung thực vào sổ sách. Họ mà đã muốn điều tra xem có bị sửa đổi không thì dễ dàng lắm. Đúng đó, nhất là lần thi đấu này của chúng ta, sổ sách của Liên Thăng Phường chúng ta và cả sòng bạc Đường gia đều phải công khai. Hiện tại không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta, có bao nhiêu người đang tính toán. Cho dù chỉ là một chút sơ hở thôi thì ván này cũng coi như thua rồi. Thưa cô nương, sắp sang ngày thứ hai rồi. Đúng vậy. Tô công tử. Tô công tử. Liên Thăng Phường thắng cược 1 ăn 7, sòng bạc Đường gia thắng cược 1 ăn 2. Tô công tử, lại trò gì nữa đây? Việc Liên Thăng Phường và sòng bạc Đường gia đấu doanh thu kinh doanh, người người nhà nhà đều biết rồi. Các chị không muốn xem thử xem rốt cuộc khu chết thì vào tay ai sao? Nhưng đặt một đền 7 cao như vậy sao? Các chị đều là cao thủ, tất nhiên đều biết nếu nhìn vào doanh thu, Liên Thăng Phường rất khó thắng được Đường gia. Khả năng thắng thấp, khả năng bồi thường tự khắc sẽ cao mà. Nhưng dù có cao hơn nữa thì doanh thu cũng không lên nổi, không thắng được số tiền này đâu. Khó chơi lắm. Đúng đó. Nhưng cho dù đặt ở bên nào thì cũng tính là doanh thu của Liên Thăng Phường ta. Ta cảm ơn các vị trước vậy. Nếu mà nói như vậy thì đặt cược càng cao, doanh thu sẽ càng cao, khả năng thắng cũng cao hơn. Đi đi đi. Ông chủ, ngài cũng muốn mở các cược thêm à? Mở. Không những phải mở sòng lâu năm, mấy sòng mới cũng mở hết đi. Ông chủ, sáng suốt quá. Khách đánh bạc ở Nam Đô cũng chỉ có bấy nhiêu người thôi. Mười mấy sòng bạc của Đường gia mà mở các cược thêm thế này thì đương nhiên sẽ cào bằng lượng tiền cược ở mỗi sòng rồi. Như vậy thì Liên Thăng Phường còn được mấy đồng doanh thu nữa nào? Tên Tương công tử này bị bệnh gì vậy? Ta thừa nhận hắn cũng có tí đầu óc đấy, nhưng hắn cứ khăng khăng đòi đấu với ta thì có mặt còn cái nịch, có đúng không? Mấy đồng bạc trong tay hắn
dù hắn có bản lĩnh hơn người thì cũng không hiệu quả. Đúng, không hiệu quả. Mở. Trong viện chúng ta có nhiều bồn cây cảnh như vậy, nhưng tiểu thư lại chỉ thích mỗi gốc này. Tiểu thư, hay là để ta đích thân ra tay, chắc chắn sẽ thần không biết quỷ không hay. Dinh ca, năm đó khi huynh đang thôi thớt thì huynh đã cầu nguyện như nào? Huynh nói nếu huynh có thể sống được thì tuyệt đối sẽ không bước chân vào giang hồ nửa bước, cũng tuyệt đối không làm hại tính mạng con người. Ta nhớ, ta nhớ hết. Cho dù không nói đến tên Đường Tiếu lúc này, thì cho dù là để đảm bảo an toàn cho Ngọc Minh, lời hứa này của ta bị phá bỏ cũng có sao đâu. Nhưng hiện tại Đường Tiếu muốn dặn co với Tương công tử, dùng trí ngừng chiến, không cần dùng đến một lính một tốt nào, có gì không được chứ? Chỉ là đến nay ta vẫn có chuyện không hiểu, tại sao Tương công tử lại muốn so doanh thua với sòng bạc lâu năm của Đường gia chứ? Việc này rõ ràng đã vi phạm quy định chung của giới buôn bán, đầu tiên dựa vào Đường gia để lật đổ Thích Thiên Phong, hiện tại lại giống trống khua chiêng chống lại Đường gia. Kẻ địch của hắn là thương buôn lớn nhất thành Nam Đô. Nếu lần này hắn thắng nữa thì bước tiếp theo hắn sẽ đối xử với Tô gia chúng ta thế nào? Bỏ cờ nhận thua, quả nhiên rất thú vị. Nửa đêm cái hẹn qua rồi, quân cờ gõ nhảm làm rơi qua đèn. Ta dám hẹn sao? Ta đánh với cậu 10 gián thua cả 10. Ta thông minh lên rồi. Nào, đánh cờ, đã đánh thì không hối hận. 1. Không được ham thắng. 2. Từ từ xâm nhập. 3. Biết người biết ta. 4. Bỏ nhỏ giành lớn. 5. Bỏ nhỏ cứu lớn. Mỗi một bước đi đều có cái thú vị riêng. Bạc gia cười gì vậy? Ta cười bên ngoài biến đổi liên tục, thần hồn nát thần tính. Đường gia, Tô gia cộng thêm cả thư cô nương của cậu đều muốn lật tung Liên Thanh Phường lên rồi, mà cậu vẫn còn thảnh thơi nhàn nhã ở chỗ ta. Thế mà đã là lật tung lên rồi á? Sao ta vẫn muốn châm thêm mồi lửa nữa nhỉ? Chấn động. Chủ nhân, ta xem nào, có đau không? Con nhìn mà xem, thích ai không thích, lại cứ phải thích cái tên thô lỗ đó chứ. Sáng mắt ra chưa? Phải nói là cái tên Tương công tử đó đúng là một nhân vật tàn ác. Lấy Liên Thanh Phường ra là mồi cược luôn. Nói chứ, đúng là một cách hay để tăng doanh thu đấy. Vậy chủ nhân có thua không? Cô nghĩ sao tiểu thiên hồ? Liên Thanh Phường kinh doanh thâu đêm,
Doanh thu hôm qua không thua chủ nhân quá nhiều. Nào nào nào, cô đáng yêu quá đó. Mà sao Kha Mộng Lan tỷ tỷ của cô theo dõi cô chặt lắm mà. Sao cô trốn ra ngoài được thế? Ta là người của ngài, tất nhiên phải ở bên cạnh ngài rồi. Nếu tỷ tỷ của cô mà tỉ mỉ được bằng một nửa cô thôi thì tốt biết mấy. Rõ ràng là tỷ tỷ nghe lệnh chủ nhân, nhưng sao tỷ ấy vẫn giúp Liên Thăng Phường nhỉ? Đúng đó. Cô về hỏi tỷ tỷ của cô thử xem, hỏi xem cô ấy có còn cần văn tự thoát tịch kia nữa không. Cô ấy không cần, để ở chỗ ta cũng chật chỗ thôi. Tỷ tỷ cần nó. Quay lại. Về bên đó để ý Tương công tử cho ta. Từ lúc bắt đầu gián thứ ba thì tên này đã bắt đầu khóa mình trong phòng. Cô xem thử xem hắn có trong phòng thật không. Nếu có trong phòng thì hắn đang làm gì? Xin chủ nhân dạy Thiên Hồ cách nói thế nào, làm thế nào. Lùi xuống đi. Thế nào rồi? Tên Đường Tiếu này bắt chước làm theo, lệnh cho tất cả sòng bạc trong tay cũng phải mở các cược thêm. Nếu như vậy thì khách đặt cược ở chỗ chúng ta sẽ lại ít đi rồi. Quỳnh thức suốt một đêm rồi, về nghỉ trước đi. Hiện tại đang giằng co như vậy, hai bên đối đầu trực diện thế, thì ta ngủ thế nào được? Càng vào những lúc thế này càng không được mất tinh thần. Quỳnh đi nghỉ trước đi, chỗ này có ta trông coi rồi. Thiên Hồ, không phải đã dặn dò là không được quấy rầy ông chủ dân à? Thư tỷ tỷ, lúc nãy nhà bếp có nấu canh, ta nghĩ chắc ông chủ sẽ thích. Vết thương trên mặt cô là do bị ngã thật à? Đúng vậy, ta đi đường thất thần nên vậy. Rốt cuộc ông chủ dân coi trong đó không? Đây là gì cô nên hỏi sao? Ai dạy quy tắc cho cô vậy? Quy tắc gì nào? Vì ông chủ mà chúng ta còn thay đổi cả quy tắc của Liên Thăng Phường rồi, giờ còn mở các cược thêm nữa. Dù buôn bán thua lỗ quang đường như vậy, nếu ông chủ lén lút chạy trốn từ lâu thì ai sẽ lo cho số bạc thua lỗ này đây? Thiên Hồ, sao lại vô lễ vậy chứ? Ba xin lỗi tỷ tỷ đi. Thư tỷ tỷ, ta sai rồi. Thư tỷ tỷ, mấy ngày nay chúng ta bận đến sức đầu mẻ trán, khó trách lời nói hành động có đôi phần thất lễ. Mong tỷ tha thứ, ta sẽ dạy dỗ lại mùi ấy cẩn thận. Đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngủ đầu quân cho Đường Tiếu từ khi nào? Tỷ tỷ, tỷ đê tiện thật đấy. Rõ ràng tỷ cũng làm việc cho chủ nhân, mà lại còn làm bao nhiêu chuyện giúp đỡ cho Liên Thăng Phường. Đây không giống cách nói chuyện của muội. Muội nói cho ta biết, là Đường Tiếu bắt ép muội sao? Lấy tính mạng của Kim Đại Ca để ép muội. Thiên Hồ, Kim Đại Ca bị bắt, khả năng cao là bị đem ra làm quân cờ để uy hiếp ông chủ. Chỉ cần ông chủ thắng, chắc chắn chúng ta sẽ có cách để cứu huynh ấy ra. Đã hiểu chưa?
chủ nhân sẽ không làm hại Kim đại ca. Chủ nhân còn nói, cho đến khi ngài thắng Tương công tử thì sẽ để Kim đại ca cưới ta. Muội không được gọi hắn là chủ nhân. Chủ nhân còn bảo ta hỏi tỷ có còn cần văn tự phát tịch nữa không. Muội, quả nhiên cái gì tỷ cũng muốn, đúng là đê tiện thật. Muội, Thiên Hồ hiểu rồi. Xem ra chủ nhân có thể đốt văn tự. Được rồi. Thiên Hồ, Thiên Hồ, Thiên Hồ. Muội trúng độc rồi. Trúng độc. Tỷ tỷ đang nói đùa à? Là chủ nhân phát hiện ra ta có bệnh nan y, ngày nào cũng phải uống thuốc của ngày ấy mới có thể giữ được mạng. Chủ nhân còn nói, nếu trận này thua sẽ không cho ta uống thuốc nữa. Tỷ tỷ, nếu ta chết thì hãy an táng cho ta nhé. Đừng nói linh tinh, ta sẽ không để muội phải chết đâu. Sẽ không để muội chết đâu. Vậy chúng ta cùng giúp chủ nhân có được không? Chúng ta cùng giúp ngài ấy thắng trận này, như vậy chủ nhân mới có thể thắng, tỷ mới có thể thoát tịch được.